Để tiếp theo chương trình, chúng ta cùng chào đón một nam ca sĩ cũng lần đầu tiên là chị ấy trên sân khấu này. Vâng ạ. Cùng chào đón ca sĩ Quốc Tuấn qua ca khúc Về Đi Em ạ. Một chào tay thật lớn để nói chào ca sĩ Quốc Tuấn ạ. Vâng ạ, sau đây xin gửi đến các bạn một lời chào trân trọng nhất. Có lẽ một ngày em không về nữa, về bên anh ta bước tiếp con đường. Có lẽ một ngày em không về nữa, người ra đi lỡ mắt buồn rơi. Có lẽ một ngày không như mình nghĩ, về em ai cũng có lần. Có lẽ tình mình mãi sau sẽ có một không gian lời trái vui. Giờ lúc nước mắt cho cuộc tình đã rơi, vì trái tim đang đau còn ai nữa. Tình sẽ đau khi cơ áo đào phiền, và trái ngang ta chẳng biết bao nhiêu. Em về là cô đau, tình chúng ta với anh đành xin lỗi. Về với em anh còn lỡ lời, bên gia đình bên lỡ yêu em. Có lẽ một ngày em không cũng về với thương, về bên ai ta bước tiếp con đường. Có lẽ một ngày em không về thương, người ra đi lỡ mắt buồn rơi. Có lẽ một ngày không còn như khi, về em ai cũng có dần. Có lẽ tình mình sao sẽ có một không gian lời trả đêm vui. Giọt nước mắt cho cuộc tình đã rơi, vì trái tim đã không còn ai nữa. Tình sẽ đau vì mơ báo vào tiền, và trái ngang ta chẳng biết bao nhiêu. Trước em về là cô đau, tình chung chúng ta thôi anh về với em anh còn lâu gia đình, bên gia đình bên lỡ yêu em. Giọt nước mắt cho cuộc tình đã rơi, vì trái tim đã không còn ai bình thường. Từng sẽ đau vì cơ bao cao kia, và trái ngang ta chẳng biết bao nhiêu. Trước em về là cô đau, tình chung chúng ta với anh đã xin lỗi. Về với em anh có ở gia đình, bên gia đình bên lỡ yêu em.